Tôi là Nguyễn Thanh Hải. Tôi là một người Việt rất bình thường và tôi là lái xe thử nghiệm cho VinFast. VinFast là một cái dự án lớn và đầy tham vọng của người Việt. Được tham gia hay đóng góp vào trong cái quá trình thử nghiệm xe VinFast, nó là niềm vui và là cái niềm tự hào của cá nhân tôi. Cái hành trình mà thử nghiệm cho xe VinFast nó sẽ kéo dài từ Bắc tới Nam, từ Hà Nội tới Sài Gòn mà sẽ đi qua tất nhiên cả những cái địa danh rất nổi tiếng của Việt Nam như là Lũng Cú này, như là Hội An, Mũi Né hay Phan Thiết, rồi thậm chí cả những cái địa điểm mang tính biểu tượng của thời đại mới như là Landmark 81 thì chúng tôi cũng đã ghé qua. Cá nhân tôi trong cái chuyến thử nghiệm này, tôi đóng vai trò như một người sử dụng xe bình thường và tôi sẽ phải mô phỏng, tôi sẽ phải tái tạo tất cả các tình huống có thể xảy ra với chiếc xe của VinFast, từ việc là ngẫu hứng đi vào trong những địa hình rất là khó cho đến việc là tôi rất có thể tôi sẽ phải đổ xăng ở những cái trạm xăng dầu trên đường này và nó không có những cái gọi là tiêu chuẩn gì cả. 9,1 lít 100 cây cho quãng đường dài là 837 mét. Tôi nghĩ đây là một kết quả rất là tốt với một chiếc xe to và nặng như này. Lượng tiêu thụ của chiếc sedan này 7 lít 47, 7 lít rưỡi. Mục đích của chuyến đi này là để tìm ra những điểm khiếm khuyết của chiếc xe và tìm cách để mà sao cải thiện nó để làm sao người Việt mình có một cái xe tốt hơn.